Chuyện TUSD thì chưa bao giờ hết hot, nhất là TUSD chính là đứa bạn thân mà mình chơi. Sau đây mình xin kể cho mọi người nghe câu chuyện bạn thân mình là TUSD nha. Mà người nó cướp cũng là người yêu mình luôn á. Nghe đã thấy vui rồi ha. Mình sẽ không nói con nhỏ đó tên là Hương đâu. Người yêu mình thì tinh tuấn nha. Từ lúc mình còn chưa quen Tuấn thì mình và Hương đã xem rất nhiều thể loại phim như bồ và bạn thân mập mờ với nhau á mọi người. Cho nên là bọn mình đã hứa là sẽ không bao giờ làm những việc sai trái như vậy hết. Nó cũng chấp tay lên thề bảo là chỉ có cờ hó mới làm cho những chuyện không có liêm sĩ vậy thôi mà thường những đứa gáy to nhất thì sẽ làm điều đó cho đến một ngày mình và tuấn bắt đầu nảy sinh tình cảm và tiến tới mối quan hệ tình yêu từ cái ngày mà mình giới thiệu người yêu cho con hương biết á là mọi thứ đảo lộn lại luôn như là anh không hay mấy quan tâm mình như trước, bấm điện thoại còn hay cười mỉm, mới đầu mình còn nhắm mắt cho qua, nhưng về sau thì không thể nào nhịn được nữa rồi. Giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo mình là có thể anh ấy đã có người mới. Vào buổi tối anh dường như đã ngủ say, mình lẻn lấy máy ảnh của anh để kiểm tra nhưng mà không có gì bất thường cho đến khi mình thấy tên em yêu trong danh sách bạn bè của anh ấy. Mình cứ nghĩ là biệt danh anh đặt cho mình nhưng lại không phải nha. Mình vào đọc thử thì mình mới biết, mới thấy các tin nhắn tình tứ giữa hai người bọn họ nhắn với nhau. Đó là con hương và thằng người yêu tồi của mình đó mọi người. Trời ơi ta nói lúc đó nó sốc không nói nên lời luôn. Sau chuyện đó thì mình vẫn để yên như không có chuyện gì xảy ra hết bởi vì cuối tuần này là kỷ niệm 4 năm bọn mình yêu nhau nên là mình đã xảy ra một kế hoạch hoàn hảo để trừng trị hai con người tệ bạc này. Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, mình cố tình bảo người yêu là công ty phải tăng ca nên không về được. Mình biết chắc là thằng đó không có mình bên cạnh thì kiểu gì cũng có em Hương mà. Khoảng 7 giờ tối, tầm này thì mình nghĩ chắc là tụi nó đang ân ái bên nhau ấy mà. May là mình có tài, tải sẵn cái áp định vị cho nên là mình đã cố ý bật xem hai con người đó đang ở nơi nào mất công gọi xem từng đứa đang ở đâu thì lại tốn tiền quả nhiên mình đoán không sai nha định vị cài sẵn là bọn nó đang ở nhà mình máu chiến không chịu được nữa mình phi như bay về tận nhà để bắt quả tang trước khi mở cửa xông vào thì mình đã phải đi lấy một cái chảo để phòng thân ngoài phòng thôi mà thì đã nghe thấy tiếng con hương nó rên lên rên xuống rồi quả này phải quay video cận HD nó mới hot, Xong xuôi dụng cụ thì mình xông vào Cảnh tượng trước mắt là một đôi cẩu nam nữ đang ứ ừ với nhau Mà phải công nhận cảnh hot nhìn chảy nước miếng á Thằng mặt lờ kia thấy thì vội vã Quỳ xuống xin lỗi Bảo gì mà hương dụ dỗ nó lên giường Ôi thôi anh tắt mẹ văn đi Làm như mình ngu ít xem phim hay sao mà dở cái văn đấy nói Mình đâu có ngu mà lại đi tha cho kẻ phản bội mình Lừa dối mình bao lâu nay Bản thân nói chung cũng chuẩn bị tinh thần thép rồi Mình có gửi lời ngọt ngào đến hai đứa bẩn này Hay lắm Một bên thì là người tao yêu thương bấy lâu nay Còn một bên là người tao trân trọng nhất Mà chúng mày lại đi cặp kè với nhau sau lưng tao Lại còn là trong chính căn nhà của tao nữa Chúng mày còn có lương tâm không vậy Mình quay sang cho người yêu mình Một cú đau điến bảo Hôm nay nếu tao không giả vờ có việc bận Thì làm sao mà có cảnh này được Chia tay đi Ê, Lúc ấy mình còn giả vờ kiểu bị tổn thương trầm trọng á. Thằng này vẫn còn thương mình nên nó trung lắm. Cầu xin rồi khóc theo mình như đúng rồi cơ. Nhìn vào còn tưởng yêu mình lắm. Có ai biết được trước mấy phút nó mới cưỡi ngựa xem hoa với con Hương. Trước khi tống cổ bọn nó ra khỏi nhà, mình không quên dặn dò Hương. Hôm nay tao không đụng chạm gì tới mày. Vì tao sợ dơ. Nhưng mà mày cũng đừng sống yên ổn. Vì tao sẽ có cách trừng trị mày con hư thì phải về bố mẹ dạy mình gửi hẳn video nóng cho bố mẹ nó coi còn kèm theo nước mắt đau khổ bảo không thể làm bạn với nó được nữa bố mẹ nó cũng biết mình với nó chơi thân mấy năm chắc không nghĩ là con gái mình là loại người này đâu mình không muốn viết phốt dài dòng mình làm hẳn cáp kết giật giật cùng với những hình ảnh và những câu chim chuột hai đứa nó làm sau lưng mình theo trên nó phải vậy đó mọi người ạ à. vì cả hai cũng nhiều bạn chung nên nó chắc cũng nhục mà về quê lánh nạn em đã thoát kiếp ế xương ế xỉa rồi nha mọi người Anh trai mà em đã chấm từ khi mới gặp lần đầu Giờ đã trở thành người yêu của em thật rồi mọi người à Chuyện phải kể từ lần đầu tiên em đi club quẩy banh nóc thì ánh mắt va phải anh trai bên cạnh dù anh ấy có giống cái bác hương thật nhưng mà cứ bị thích mọi người ạ à. nên ghi nhớ khuôn mặt luôn đang định đi tới làm quen thì chẳng biết sao cầm ly rượu loạn chọn bước tới lại đổ trúng vào chỗ ngã ba của anh ấy trong tư thế em đang quỳ lại nữa mọi người ạ à. ngại mà không dám ngẩng đầu lên xin lỗi nên là em giả ngớt luôn em cứ nghĩ sau quả quỳ lại người ta ngay lần đầu tiên gặp mặt thì sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa chứ nhưng mà không đâu mọi người đời không như là mơ việc xấu hổ thì luôn xuất hiện khi mình muốn ghi điểm trước mặt Chris. Đợt đó em có tiết thể dục và bị phạt chạy quanh sân bóng 10 vòng. Em ngoan ngoãn chạy vài vòng thì vẫn đen tới. Quả bóng đá trên sân đã bay thẳng vào đầu em không thương tiếc, khiến em ngã xuống đến mức hoa mắt được đưa lên phòng y tế. Nằm ngủ được một lát, em mơ màng mở mắt ra. Trời ơi, anh trai trong club tối hôm đó đây mà. Em giật mình tỉnh dậy, hai đứa nhìn nhau. Nhưng có vẻ anh trai không nhận ra em, mà cứ liên tục xin lỗi vì đã làm bóng đập vào em nhìn anh vừa có lỗi vừa lo lắng mà buồn cười lắm đang trong không khí lãng mạn thế mà em bỗng xì một hơi rõ dài mặt em bỏ bừng lên đến lúc này em mới là người ngại nè mọi người anh trai chỉ kịp động viên không sao đâu nhu cầu bình thường của con người mà em cứ nằm nghỉ đi nha rồi anh Trung chạy vội ra khỏi phòng, nhưng mà mọi người ơi, em xì hơi thúi lắm ý, chạy 3 mét vẫn không hết mùi luôn á, ngại muốn xỉu luôn rồi phải làm sao bây giờ. Vài tuần sau em có tham gia một workshop làm nến thơm, đang đứng nghe hướng dẫn thì anh Chris bước vào và đứng bên cạnh. Em vui mừng lắm mà chỉ dám nhẹ nhàng quay qua chào hỏi, em chào anh à, anh cũng tham gia làm nến hả? Anh Trung ngạc nhiên quay ra nhìn em, ơ lại gặp em rồi em cũng thích mấy hoạt động này hả? vâng em cũng thích mà em thấy khá thú vị anh ạ. có workshop nào là em cũng muốn tham gia hết á. Thế là hai anh em cứ vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ. Chris cũng giúp em một số việc khi đứng bên cạnh. Anh ấy còn giải thích nên dụng hương nào và tác dụng của từng mùi hương. Càng nhìn em càng bị thích đó mọi người. Gì đâu mà đẹp trai, mà chu đáo, mà giỏi, dũng biết nữa. Nhất định phải là người yêu của em mới được. Đến cuối buổi em tặng nến em đã làm cho anh. Còn anh lại đưa cây nến anh làm cho em. Hai đứa ngượng ngùng nhìn nhau coi như cũng hiểu chút tâm ý từ ngày hôm đó anh trung cũng chủ động hơn anh rủ em đi làm nước hoa làm thảm khám phá các quán cà phê cực chiêu ngay thành phố nữa mỗi ngày anh ấy lại cho em thêm một bất ngờ hay một câu chuyện thú vị sau một khoảng thời gian tìm hiểu cuối cùng cũng đến ngày này ngày em được tỏ tình hôm đó anh trung gọi điện mời em qua nhà dùng bữa và anh có chuyện muốn nói với em em vui vẻ súng xính áo quần thật xinh xắn bách cướp kỹ càng trời đợi anh qua đón vào nhà của anh em có chút bất ngờ Mọi thứ được trang trí siêu xinh luôn Hoa nè rồi bóng cộng thêm những món ăn ngon mắt trên bàn Khiến em không thể ngậm được miệng Mỗi món ăn anh mang ra đều do chính tay anh nấu và mời em thưởng thức Đang trong không khí lãng mạn Thì bụng em bắt đầu có dấu hiệu bất ổn Em xin phép đi vào nhà vệ sinh một chút Và thế là em ngồi trong đó 20 phút mới ra Vừa bước ra được 15 phút Lại tiếp tục đi vào như vậy Cuối cùng cũng chẳng thể kết thúc em ngại ngùng xin phép được tra về, thì anh giữ tay lại và nói, từ nay về sau em cứ thoải mái thể hiện con người mình trước mặt anh, vì anh vẫn sẽ thích em cả khi em xấu xí nhất, làm người yêu anh nha. Anh Trung vừa dứt lời, thì em cũng trực tiếp huệ ngay trước mặt anh, rồi ôm bụng đau đớn. Kết quả là cả hai vào viện luôn. Em bị ngộ độc thực phẩm do ăn phải món chưa chín, cộng thêm em uống sữa chua hết hạn nữa, nên mới bị nặng như vậy. ui là trời, tưởng lãng mạn thế nào chứ, rủ nhau vào viện cả thế này thì còn gì là tỏ với trái tình cả đêm hôm đó anh trung ở lại viện chăm em cũng chịu khó đi mua cháo mua thuốc cho em uống rồi đưa em về nhà chăm sóc hai ba hôm liên tục anh vẫn tiếp tục xin lỗi anh xin lỗi vì không biết em không ăn được đồ tái anh hứa sẽ chú ý từ mai anh sẽ không để em bị ốm nữa anh sẽ cũng đưa em đi ăn nhiều món ngon hơn anh hứa sẽ thật tốt với em Nhìn mặt anh Trung vừa nói vừa trưng trưng nước mắt mà yêu quá chừng mọi người. Cứ thế chúng em yêu nhau đến nay cũng đã 6 tháng rồi. Anh ấy chiều em lắm, dẫn em đi những nơi rất thú vị và cũng kỹ lưỡng kiểm tra các món ăn khi đưa em đi ăn uống. Lúc nào cũng qua nhà em để dọn dẹp, lấp đầy tủ ăn vặt và đặt những bộ quần áo mới. Có anh người yêu thế này em chẳng phải động tay động chân gì cả. Cưng muốn xỉu luôn á mọi người, Thôi em kể tới đây thôi, em đi đắp mặt nạ với người yêu em đây, nhả ví cho mọi người có anh người yêu như ý nha. Dạo này áp lực quá nên em xin phép trải lòng một tí, anh chị em nào nghe được thì cho em xin ý kiến nha. Em tên là Thanh, hiện đang là chủ của một cửa hàng kinh doanh sản phẩm handmade. Thời gian qua tình hình kinh doanh sau dịch bệnh không được tốt nên em tính chuyện tìm một anh chồng giàu dạo tí bao nuôi cho nhàn tấm thân. Thông qua việc nhờ bạn bè giới thiệu, sắp xếp kiểu vô tình chạm mặt thì cuối cùng em cũng quen được một anh người yêu tên Long. Cậu ta thu em 3 tuổi, tính tình cũng hồn nhiên, lại cưng em như trứng mỏng nên em rất thích. À, nói về hoàn cảnh gia đình của Long thì cậu ta là một cậu ấm đích thực, ngoài tiền lương tự kiếm được mỗi tháng bố mẹ chuyển cho 20 triệu tiêu xài, phải nói là vừa đẹp trai vừa giàu có, lại còn yêu chiều bạn gái thì còn ai hơn Long của em nữa. Có điều Long 10 điểm có nhưng mọi người ạ, à. tính ra đã quen nhau được 3 tháng rồi, đi du lịch với nhau cũng vài lần rồi, mà Long chưa bao giờ đụng chạm vào người em. Nhìn trên mạng thấy hình chụp tụi em nắm tay nhau, ai cũng ngưỡng mộ, mà thật sự thì em muốn nhiều hơn vậy cơ. Thời gian đầu em cũng thông cảm vì dù sao mới yêu nhau, chắc anh Long muốn làm em cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh cậu ta đây mà. Nhưng mà gợi ý vài lần, Long vẫn chả động vào người thì em dỗi ra mặt vì muốn tiến tới lâu dài với long em trước muốn tìm hiểu xem hai người có hòa hợp về chuyện đó không với cả em cũng lo ngại do em lớn tuổi rồi không có bầu trước cưới thì lỡ bố mẹ long chê em Thế là em lên kế hoạch ướp sọt Long. Mỗi lần đi du lịch đó là Long chọn địa điểm, đặt phòng, đặt đồ chỗ ăn. Nhưng mà lần này em chủ động làm tất cả luôn. Mà để Long không nghi ngờ, em xét kèo một nhóm rất là đông và chọn đi du lịch Thái Lan luôn. Đã vậy, em còn để một thằng bạn đóng vai trò trưởng nhóm tham quan nữa. Lần này em chắc mẩm Long không thể thoát khỏi tay em rồi đó kinh tế em không dư giả nhưng làm một chuyến đi du lịch theo tour cùng mọi người thì có gì khó đâu thằng bạn em còn rất hiểu chuyện cố tình đặt phòng khách sạn dạng ở ghép nữa và thế là tên đến tên long phải chịu ở chung một phòng với em muốn thuê phòng khác hoặc là chạy về việt nam cũng không có cửa đêm đầu tiên ở khách sạn long lấy ga trải giường và gối dự phòng trong tủ trải xuống sàn nhà nhường cái giường đôi to đụng cho em ngủ nghĩ có cay không cậu ta không hiểu ý em hay là cố tình gì trời em giả giờ ngủ nhưng canh rất cẩn thận nghe tiếng hơi thở có vẻ là long đã bắt đầu ngủ say em liền đến nằm bên cạnh cậu ta nằm một hồi thì em cũng mệt quá ngủ quên luôn lúc nào không biết mà khi ngủ em có nết ngủ hơi hổn nên gác chân lên người long lúc nào không biết luôn đang thiêu thiêu thì long lại lay em hỏi dậy đi chị làm em ngạt thở luôn rồi đây nè mình mở mắt ra nhìn gương mặt ngái ngủ nhưng vẫn vô cùng đẹp trai của long trong lòng thầm chửi thằng này mở dân tận miệng dậy mà hỏng thèm đớp mà giờ em cũng không dám nặng lời làm hỏng bầu không khí em đã dựng lên em nói long đừng có giận chị nha ở nhà chị toàn ngủ với gối ôm giờ long làm gối ôm của chị nha Dường như lúc này Long hiểu ra ẩn ý em muốn nhắn nhủ, cậu ta không nói gì nữa, khẽ quay người sang góc khác. Thế là cả đêm hôm đó, Long thành gối ôm của em thật, chẳng sơ muối được gì. Em kể lên đây để xin mọi người tư vấn cách úp sọt người yêu hiệu quả nè, vì em lỡ flash với cả nhóm là Long là chồng sắp cưới của em rồi, chưa úp sọt được Long em bực bội lắm, yêu gì mà chả có chuyện đó. Nếu mà có cách úp sọt hiệu quả, bữa sau em sẽ kể tiếp chuyện tình của chúng em nha. Mình là Hoa, mình đang làm thư ký của một công ty lớn được gần 5 năm rồi. Mình khá hiểu tính anh Hoàng và có phần ăn ý trong công việc. Là thư ký nên hầu như nhiều bí mật riêng tư của sếp nhưng mà mình tuyệt đối chưa bao giờ nói ra, mọi chuyện trao đổi với anh Hoàng đều xoay quanh công việc thôi. Thấy mình biết điều, anh khá quý trọng và ưu ái mình nhiều thứ trong công việc. Mình sẽ cứ tôn trọng nguyên tắc riêng tư đó. Nếu như mình không được giới thiệu làm quen vợ sếp và trở thành bạn thân của cô ấy. Vợ của Hoàng tên là Ly, tuy là phu nhân của giám đốc Ly vẫn luôn khiêm tốn, không chảnh hay kiểu cành cao như nhiều vợ giám đốc khác. Ly khá là thân thiện với mọi người. Mỗi lần qua công ty, Ly luôn quan tâm đến nhân viên, không thích nợ nần hay lợi dụng ai. Cô ấy lúc nào cũng tìm cách tế nhị để đáp lại lòng tốt của mọi người. Như cá gặp nước, mình và Ly thân tới mức cuối tuần có những buổi đi chơi như các cô bạn thân bình thường, như là mua sắm, đi ăn uống, cà phê, những lúc mình không bận công việc. Chúng mình cũng nói với nhau về nhiều chuyện thầm kín, nhưng vì vậy mình lại càng cảm thấy có lỗi vì có một vài điều không liên quan đến mình nhưng mà liên quan nhiều đến cô ấy mà chẳng thể nói ra mình có biết được hoàng đang có mối quan hệ bất chính với một chị trong công ty đó vốn là bí mật của hoàng nhưng dần dần cả văn phòng đều biết đây cũng là nguồn gốc của nhiều lời nói xì xào đàm tiếu như hồi trước chưa quen ly, mình nghiễm nhiên có thể mắt nhắm mắt mở tỏ vẻ không biết, không quan tâm, không liên quan. Nhưng giờ là bạn thân của ly, mình ngài một căng thẳng khi cố giữ bí mật đó trước bạn thân của mình, tức là vợ xếp. Có vài lần Ly có đề cập việc bất an trong mối quan hệ tình cảm với chồng, nhưng mà mình đều đã bỏ ngoài tai mà trấn an cô ấy như chưa có gì xảy ra. Cuối cùng mình vẫn nghĩ tới chính nghĩa Mình kể cho Ly Việt Hoàng có nhân tình trong công ty Vậy mà cô ấy bình tĩnh vô cùng Chẳng giận dữ đánh ghen khóc lóc Chỉ nói mình cứ để cho Ly tự xử lý Nhưng suốt một tháng qua Hoàng với con ả kia vẫn ngang nhiên hú hí với nhau trong công ty Mình giận quá mất khôn Biến lời đồn thành sự thật tung bằng chứng và bêu rếu con đuỷ kia là kẻ giật chồng người khác trước mặt mọi người trong công ty. Sau phen này, hẳn con ả sẽ chẳng còn mặt mũi mà làm loạn nơi công sở nữa. Hoàng vẫn tin tưởng mình, không biết mình là người đứng sau mọi chuyện nên vẫn có thái độ như cũ với mình. Ly thì không, cô ấy biết chuyện này do mình không nhịn được mà làm nên. Khổ tâm nhất là Ly lại đi nổi giận với mình. Tuy Hoàng ngoại tình nhưng vẫn chăm lo chiều chuộng vợ cưng nựng cô ấy như bà Hoàng nên chuyện lăng nhăng cô ấy lại làm ngơ. Giờ vỡ lỡ rồi Hoàng cho rằng Ly là người làm anh mất mặt trước mặt mọi người của công ty nên về nhà hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ. Ly còn tới tận nhà mình mắng mình là kẻ phá hoại. Vốn là yên ấm mà do mình nhiệt tình ngu dốt Làm nhà tan cửa nát Giờ nó bị chồng nghi kỵ rồi Sẽ không được cung phụng chiều chuộng nữa Ủa, mình làm vậy là sai hả mọi người Mình đâu có muốn đốt nhà người khác đâu Giờ mình phải làm sao Mình vừa không muốn mất việc, không muốn mất bạn Chỉ vì lý do an ước này đâu mọi người ạ à. Chào mọi người, mình là Kiên, là con trai độc đinh trong nhà. So với nhiều gia đình trong làng thì bố mẹ mình thuộc diện ít con, chị gái mình bước vào tuổi 11, mình mới chào đời. Tuy vậy, nơi chôn trao cắt trốn của chị em mình nghèo lắm, nên để chúng mình lớn lên được học hành để kiếm cái chữ ngẩng mặt với đời. Bố mẹ mình phải đội nắng lội mưa ngoài đồng, ngoài bãi, chắc chiêu từng đồng bạc để các con được cấp sách tới trường không phụ công lao của bố mẹ khi chị gái mình có được tấm bằng của trường đại học tài chính kế toán có việc làm cho thu nhập ổn định và yên bề gia thất ở một tỉnh phía nam thì mình cũng trở thành một sinh viên của trường đại học khỏi phải nói bố mẹ mình mừng vui hãnh diện đến mức nào khi bố đưa mình ra thành phố nhập học mẹ trưng trưng nước mắt dúi vào tay mình ít tiền và dặn dò tỉ mẫn đủ thứ như dặn đứa trẻ nhỏ khiến mình càng thương bố mẹ hơn. Mình tự hứa sẽ chăm chỉ học hành để báo đáp công ơn trời biển của bố mẹ. Biết hoàn cảnh gia đình còn thiếu trước hụt sâu mà sức khỏe của bố mẹ ngày càng hao mòn theo tuổi tác nên ngay khi bước vào năm thứ hai đại học, mình đã noi gương bạn bè cùng khóa tìm việc làm thêm. Tuy vậy, việc dạy kèm phát tờ rơi quảng cáo hay bưng bê phục vụ ở quán cơm bình dân đều cho thu nhập bèo bọt, khiêm tốn so với nhu cầu chi tiêu của mình. Trong khi đó, bên cạnh phòng trọ của mình, có mấy anh khóa trên mang tiếng là làm thêm ở phòng trà, ở vũ trường mà tiền nông trũng chỉnh, thừa ăn thừa tiêu như con nhà có của. Lần la là làm quen tâm sự, mình được một anh có khuôn mặt điển trai học trên mình hai khóa nhận giúp đỡ. Theo lời anh, mình sẵn có dáng cao tráo, sắc phúc khỏe mạnh, ngon trai, cứ chịu khó nghe anh chỉ giáo, chẳng mấy mà phức đúng như những gì người anh khóa trên nói, ngày nghỉ cuối tuần anh đưa mình đến căn biệt thự ba tầng sang trọng, hoành tráng trên phố để gặp bà chủ muốn thuê mình, dọn dẹp, bài trí theo giờ. Công việc nhẹ nhàng, cuối ngày lại được lĩnh tiền luôn, mà số tiền được nhận từ bà chủ xinh đẹp đó quá nhiều so với công sức mình bỏ ra, khiến mình choáng ngợp đến ngại ngùng. Bà chủ thật tốt bụng, chắc là bà biết mình là sinh viên nên thỉnh thoảng ngoài tiền công bà còn hào phóng cho thêm mình một khoản nữa với lý do khó từ chối là bởi mình ngoan ngoãn chăm chỉ chu đáo khiến bà hài lòng làm công cho bà chủ được hơn 2 tháng thì một chiều chủ nhật theo lệ thường, sau khi hoàn thành công việc, mình đợi ở phòng khách để nhận tiền thì thấy bà chủ dọn đồ ăn, bà đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ. Bà chủ không cho mình từ chối, bởi nay là sinh nhật lần thứ 45 của bà mà chồng con bà đều bận công việc ở xa không về kịp. Từ thủ bé đến giờ, mình chưa biết đến một giọt rượu. Vậy mà vì nể bà chủ, mình cạn liền hai ly rượu do bà chủ dân tận môi. 20 tuổi mình chưa từng cầm tay con gái. Vậy mà tối hôm đó, mình đã trở thành người đàn ông trong vòng tay sành sỏi của bà chủ. Trong cảm giác chến choáng của men rượu, kể từ sau hôm đó, mình có nhiều tiền, rất nhiều tiền để ăn chơi, mua sắm tùy thích. Khi trở thành trai bao của bà chủ, qua lại với nhau được 3-4 tháng, thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hôm đó như mọi lần, mình sang chăm sóc bà chủ. Rõ ràng bà chủ nói là ông chủ đi công tác tuần sau mới về. Thế mà lúc mình và bà chủ đang hành sự, thì ông chủ và đám vệ sĩ ập vào phòng, lột hết chăn màn ra, rồi quay chụp lại cảnh mình và bà chủ không một mảnh vải che thân. Không nhiều lời, không bạo lực, ông chủ ném sắp ảnh chụp lại cảnh ân ái của mình và bà chủ từ camera giấu kín tại nhà vào mặt mình. Tờ giấy ly hôn cũng đã chuẩn bị sẵn để bắt bà chủ ký tên ngay lập tức. Bà chủ gào thét Hóa ra tất cả là do một tay ông sắp đặt Do ông muốn ly hôn với tôi để sớm đến với con bồ của ông Nên Trình lấy bằng chứng tôi ngoại tình Âm mưu không chia tài sản cho tôi Ông đúng là cái loại người nham hiểm Không chỉ dừng lại ở đó Ông chủ muốn biến mình thành nạn nhân Bị vợ phản bội Nên đổ hết lỗi cho mình và bà chủ Ông ta đi rêu rao mình là trai bao Khiến mình xấu hổ phải nghỉ học ở trường về quê Tiếng xấu đồn xa tin này loan tận về quê mình, khiến bố mẹ mình thất vọng mất ngủ mà đổ bệnh vì không chịu nổi điều tiếng của xóm làng. Mình thật sự ân hận và xấu hổ lắm, chỉ phút mốt ham giàu, nhanh lười làm mà giờ mình không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Có lẽ những câu chuyện về bà cô và chị bên chồng không còn quá xa lạ với mọi người nữa đúng không? Em cũng đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan như vậy đây, chuyện là em có một anh người yêu hơn em 3 tuổi. Anh ấy tên Đăng chuẩn người đàn ông của gia đình luôn. Từ hồi yêu nhau, anh Đăng đã chu đáo và chiều chuộng em từng chút một trong mọi việc. Anh rất biết cách làm người yêu mình cảm thấy an tâm. Em còn nhớ ngày ra mắt nhà em, anh nói chuyện với bố mẹ rất tự nhiên, lại chịu khó vào bếp giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn, và tìm kiếm mọi thứ hỏng hóc để sửa chữa. Sau ngày hôm đó, bố mẹ em khen anh quá trời. Tự tính cách đến con người, bố mẹ em không chê điểm gì hết và cũng có ý định đẩy nhanh việc cưới hỏi của hai đứa. Vì cả hai cũng đã ở tuổi cặp kê rồi. Mọi chuyện tốt đẹp cứ thế diễn ra cho đến khi em về nhà ra mắt nhà anh. Vì bố mẹ anh mất sớm nên nhà anh chỉ còn hai người là chị gái anh và anh thôi. Chị gái anh là chị Phượng đã lấy chồng và có con học lớp 2. Em nghĩ hoàn cảnh của anh cũng không dễ dàng gì nên càng yêu anh hơn. Trước khi sang nhà anh thì em cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Vừa bước vào nhà thì em đã nghe thấy tiếng chị đang quát lớn. Nhờ có chút chuyện mà anh cũng không làm xong vậy. Ở nhà mà không giúp được một cái gì chỉ là bực mình thêm. Thôi anh đi đâu thì đi cho khuất mắt tôi đi nghe tiếng quát chồng của chị mà em trén ngang á mọi người em bước vào nhà nhẹ nhàng và chào hỏi anh chị cả nhà nói chuyện được một lúc thì chị phượng hỏi hai đứa mang gì về làm cơm đó để chị lấy đi chuẩn bị nào em có chút ngạc nhiên vì thông thường chuyện này sẽ là người nhà chuẩn bị chứ đúng không đang không biết làm gì thì anh đang đáp lại giờ em ra chợ đây nhà mình muốn ăn gì để em đi mua nào chị phượng cũng đáp luôn hôm nay ăn cá đi mua ít tôm về hấp nữa ra chợ nhớ mua hoa quả nha À mày mua thêm cho chị cái chân giò nha Chị đang muốn ăn đây Nghe đến đây em có chút lớn cứng Rồi bọn em về ra mắt hay là về gặp chị Rồi mời gia đình chị vậy nhưng thôi em vẫn cùng anh đăng ra chợ mua đồ về còn phần nấu cơm là của chị phượng cuối cùng cũng đến giờ cơm cả nhà ngồi ăn uống với nhau mà chị gái liên tục nhắc đến mấy chuyện như tiền dỗ chạp tiền hiếu hỏi tiền cho cháu đi học và tiền gửi về hàng tháng cho nhà chị và mấy loại tiền không tên nữa chị ấy nhắc đến không phải để than thở mọi người ạ à, mà là nhắc anh đăng phải gửi cho chị bằng đó thứ tiền thật sự đây là lần đầu tiên em thấy con trai phải chi trả mọi thứ trong gia đình như vậy trong khi nhà cũng có hai chị em nhưng mà chị ấy lại không muốn chia một đồng nào cho cái nhà này đến cuối bữa chị với chồng ăn xong và đi vô phòng chị chỉ nói lại với chúng em ăn xong thì đi rửa chén đi nha đó là việc của thằng đăng khi ở nhà này đấy em đơ người ra em với anh đăng đang ngồi ăn uống ngon lành mà chị phải dặn vội thế em đâu có ý định không rửa bát đâu mà chị ấy phải trào trước như vậy đó mới chỉ là chuyện của ngày ra mắt thôi vì bọn em tính là sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay nên cả hai qua nhà xin phép chị phương luôn nhưng mọi người ạ à, chị đưa ra những lý lẽ rất là khó hiểu làm em cảm thấy như mọi trách nhiệm gánh nặng đều thuộc về anh đăng vậy nguyên văn chị ấy nói với chúng em là thế này đây hai đứa cưới nhau thì sẽ về đây ở cùng anh chị luôn nhà này cũng chẳng phải là của riêng ai Nên hay nhà sẽ ở chung như vậy Vì là con trai trong gia đình Nên Đăng đương nhiên sẽ là người phụ trách hết mọi khoản chi tiêu trong cái nhà này Chị sẽ không có giúp đỡ gì đâu cũng không phải nhiều nhận gì đúng không với cả nhà này anh chị ở trước nên có đến ở chung thì phải biết ý tứ nha ai cũng cần không gian riêng tư cả trời ơi nghe xong mà em thấy bực mình đó mọi người sao anh đang phải chịu tất cả trong khi cả hai cùng sống chung và tại sao chị ấy không ra ở riêng hoặc là để bọn em ra riêng mà lại sống cùng với nhà chị ấy chưa kể nha mọi người mọi chi phí sinh hoạt ở nhà trước giờ đều là anh đăng đóng và cứ mỗi lần thấy mặt anh đăng là chị phượng lại nói hôm nay cậu có gì cho cháu không nhỉ cháu cũng đang tuổi ăn tuổi lớn cần hộp sữa cái bánh à mà cháu sắp học tiếng anh cậu có giúp cháu được chút học phí không ta mà không chỉ một lần đâu lần nào cũng vậy có hôm còn nhắn tin hỏi han rồi lại đề cập đến việc tiền bạc em thấy mệt mỏi vô cùng luôn mọi người ạ nếu mà trước đây anh đang ở một mình thì không sao nhưng mà khi anh ấy đã lấy vợ mà tình trạng này cứ tiếp diễn thì thật sự không hay ho chút nào em có nói chuyện với anh đăng về việc này nhưng mà anh ấy có vẻ không vui lắm còn trách ngược lại em vì quá để ý đến chị phượng hai người là anh em nên việc anh chăm sóc cho gia đình chị cũng là điều bình thường em buồn bã vì kể lại cho ba mẹ nghe ba mẹ em cũng đã gọi cho anh đăng để nói chuyện rõ ràng rồi còn nếu không được nữa thì có lẽ việc kết hôn của hai đứa sẽ được tính toán lại em không thể chấp nhận được việc cả nhà chị chồng đều sống dựa vào nhà em được em và anh đăng còn phải lo cho gia đình nhỏ của mình nữa mà và chưa kể em về đó có khi còn bị o ép bởi những lời xéo xác của chị chồng nữa. Thật sự em đang đau đầu quá mọi người ạ. À. Buông thì em không nở, mà giữ thì sẽ khổ về lâu về dài. Giờ em phải làm sao đây? Chào mọi người, tôi năm nay 38 tuổi. Tôi có hai đứa con. Một đứa con gái 15 tuổi và một đứa con trai 17 tuổi. Cả hai con tôi đang ở độ tuổi thích thể hiện và luôn cho là đúng. Chúng không bao giờ nghe lời bố mẹ và luôn muốn thể hiện cái tôi của mình con trai lớn của tôi hồi nhỏ ngoan ngoãn lễ phép bao nhiêu Thì bây giờ ngang bướng lì lợm bấy nhiêu Tôi và chồng nhiều lần tâm sự với cháu Thì cháu lại bảo là chúng tôi già Không hiểu xu thế giới trẻ Một hôm cháu đi nhuộm cái tóc hồng về nhà Rồi bấm lỗ tai Tôi không chấp nhận việc này Và bắt cháu đi nhuộm lại Nhưng cháu nói với tôi là Chen rắp rủng gì mà phải có đầu xanh đầu đỏ tím vàng như vậy mới chất vì cái mái tóc này mà nhà trường đã liên lạc với phụ huynh yêu cầu cháu nhuộm lại tóc mới cho đi học nhưng cháu lại nói muốn bỏ học đi làm game thủ bỏ đi làm rapper đến lúc không nói được gì cháu nên chồng tôi có tác động vật lý với cháu thì cháu mới chịu đi nhuộm lại đầu chưa kể trang phục của cháu sau khi coi cái chương trình rap việt trên tv hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi tôi không có ý động chạm đến mấy bạn rapper và cổ suý hay xúi giục con tôi mặc vậy Trình nói tự bắt chước theo Nhưng quần áo nó mua về Mặc nhìn dây dợ Chỗ vá chỗ rách Nhìn chẳng khác gì mấy bộ giấy lau cả Tôi mua quần áo khác về cho cháu mặc Nhưng cháu không chịu Nếu có mặc thì cũng mang đi sửa Thêm dây xích Hay cắt xẻ cho nó nát bét ra Rồi mới chịu mặc đi Nhiều lần tôi đi với các bạn Gặp cháu ở đường Các bạn tôi nói Cháu ăn mặc nhìn như ăn mày Làm tôi vô cùng xấu khổ cô con gái thứ hai cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Năm nay cháu học lớp 9, chuẩn bị thi vào lớp 10 nhưng chẳng hề chú tâm vào học bài. Suốt ngày nói mấy câu từ khó hiểu rồi còn hâm mộ mấy cái nhóm nhạc Hàn Quốc nữa. Xong rồi cháu còn bắt trước nhảy nhót, hát hò, cả ngày làm tôi thấy rất là phiền muộn. Không ít lần cô giáo ở lớp nhắc nhở cháu về thái độ học tập. Khi mà cháu làm văn thì tả idol Hàn. Xong rồi về nhà thì lại mở tivi hú hết gọi idol là chồng. Mỗi lần tôi có xem tài khoản Facebook của cháu, cháu lên mạng chửi nhau với người khác vì xúc phạm anh chồng Jimin của cháu. Tôi cảm thấy không thể nào chấp nhận được nên đã nói câu chuyện, tâm sự với cháu. Nhưng cháu nói cháu muốn nghỉ học, đi học tiếng Hàn để sang Hàn Quốc cưới anh Du Cúc BTS làm chồng. Tôi tức giận nên đã tịch thu điện thoại và cấm cháu nghe mấy cái đó. Tập trung vào ôn tập để cho kỳ thi cấp 3 tới. Cháu đập cửa rồi kêu gào. Trách tôi ngăn cấm tình yêu của một con bé 15 tuổi với một thằng idol ở xứ sở tít nào? Cháu đập cửa rồi kêu gào, trách tôi ngăn cấm tình yêu của một con bé 15 tuổi với một thằng idol ở tít xứ nào? Tôi biết ở lứa tuổi này càng cấm đoán các cháu thì chúng sẽ càng chống lại mình, nhưng nếu tôi để các cháu tự do làm điều mình thích thì không biết tương lai của chúng ta sẽ như thế nào. Học lực của chúng thì kém, Tôi bảo chúng học hành tử tế thì chúng nó lại lấy mấy cái ông CEO bỏ học thành công ra để kể cho tôi. Tôi thực sự rất là hết kiên nhẫn với chúng nó rồi. Ở đây có ai có con cùng độ tuổi, xin hãy chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ con cho tôi với. Những bạn trẻ cùng độ tuổi, cho cô hỏi làm sao để các con nghe lời bố mẹ hơn? Không biết mọi người như thế nào chứ. Riêng vợ em mà nghe số 2 thì chắc chẳng ai dám nhận là chủ nhật luôn. Em sinh năm 98 ở vùng quê nghèo xuống thủ đô học tập, là niềm tự hào của gia đình và bản làng. Mỗi lần về quê được mọi người chào đón như thủ tướng, hơi vị oai luôn. Trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ, sự nghiệp là hàng đầu của thằng đàn ông, có vợ hay không cũng không quan trọng, và có lấy thì ít nhất cũng phải 30 tuổi. Dù ai có hỏi là bao giờ lấy vợ thì cũng mạnh mồm, cháu ít nhất cũng phải 30 cơ. Đúng là cuộc đời không như mơ các bác ạ nghỉ dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm ngoái, em cũng về nghỉ như mọi người. Hôm đó thì em bên nhà thằng em uống rượu, lúc mới đầu lên thấy một em xinh thế không biết. Lúc đấy à, đèn pha ô tô cứ phải gọi mắt mình là cụ, thế là thầm nghĩ xin số làm quen em gái này ngay. Nhưng mà vừa ngồi xuống đã bị em mời riêng năm chén liền, em suýt ngất luôn. Và rồi chuyện tình của bọn em bắt đầu từ đó. Yêu nhau trải qua bao sóng gió, có những lúc cũng tưởng là chia tay rồi. Ba đỉnh điểm là ra Tết được một tháng bọn em cãi nhau to vì chuyện ăn bánh do, thì chấm đường hay là chấm mật mía thế là hai đứa cũng nói lời chia tay nhưng mà không các bác ạ à. số trời đã định hôm sau đang ngồi trên xe đưa khách đi xem đất thì nhận được tin nhắn của em như thế này anh ơi em hai vạch mất rồi ơ à, thế em bị dương tính covid hay là hai vạch gì à em định chiêu chiêu em cho vui tí nhưng mà thật sự là cũng rén đấy các bác ạ Thế là hôm sau Em bắt xe về thưa hai bên gia đình Và bọn em chính thức trở thành vợ chồng tháng 12 vừa rồi Cuộc đời em ngã rẽ từ đây Do em làm ở Hà Nội Vợ mang bầu Cho nên là ở quê gần ông bà cho tiện chăm sóc Mà công việc của em thì các bác cũng hiểu rồi đấy Phụ thuộc nhiều vào khách hàng Có hôm đi sớm về muộn Em thì đã chia sẻ mong vợ thông cảm rồi Nhưng mà vợ em lại rất hay ghen Đi muộn về một chút Lá nói Anh đi với con nào Hay là em không đăng ảnh vợ lên facebook hay zalo Lại bảo Anh có con nào nên mới không dám công khai em đúng không Do là em phải tư vấn khách liên tục Em không kịp tắt 3G Thấy nick facebook sáng Thì vợ lại hỏi là Cả ngày không nhắn tin cho vợ Đã nhắn tin với con nào Nhiều lúc à, vợ em ghen rất là vô lý Đỉnh điểm là hôm kia Em có đi uống rượu với thằng em Điện thoại tắt âm không biết là vợ gọi Thế em mới chết Vợ tức tốc gọi cho mẹ em Đòi là bỏ nhau Em biết là em sai rồi Nhưng mà làm gì mà phải căng thế nhở Nếu mà có cuộc vận động xin chữ ký Gửi lên bộ tư pháp Thêm cái luật là Ai hay ghen thì không được ghen trong vòng một tháng Thì em xin dơ cả hai tay Mong các chị em nào mà lấy chồng ấy Mà hay phải xa nhau Thì xin đừng có mà ghen vô lý quá phận làm trai phải gánh vác nhiều việc Chỉ mong mỗi lần đi làm về Nhận được một câu động viên từ vợ Hãy thông cảm cho nhau như thế Sẽ tốt hơn là gây áp lực cho nhau đúng không mọi người Anh Hùng bàn phím thế thôi Nhưng mà em cũng vừa nói với vợ là Anh đang viết chuyện tình yêu của chúng mình Chứ anh làm gì mà dám nói xấu vợ đâu Các bác có thích thì like thôi Chứ đừng có chia sẻ lại Nhớ may vợ em nó thấy Thì em toi luôn Nhưng mà nếu vợ mà có nghe thấy được á thì vợ ơi, em đừng ghen nhiều nữa nhá Anh yêu vợ nhất Thơm nè Chụt Bắn tim Yêu thiên thần cục cưng của anh rất là nhiều luôn I love you lò vé 3.000 lần Cảm ơn các bác đã dành thời gian nghe em xăm xí Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ